Bây giờ là trận đấu thứ ba của trận tổng đài thứ hai đó là Mikati kỳ 103 giữa Dương Trung Kiên và Cao Trung Năm. Tỷ số toàn cục thì đang là 1-1 cho cả hai bên. Set 3, Kiên đầu bóng 3-2. Đó, nồi ăn che hoài. Đó. Sáu đều. Ai gần ơi, mẹ quá. Bảy sáu. Sáu tám. Trung Kiên đã xử lý khá chính xác những pha bóng vừa rồi khi đối với mặt gai phòng thủ của Nam Châu Đoàn. Số 9. Không hay không mà, chấp mà. Có chấp hả? Có chấp đàng hoàng hay quýnh đồng? Chấp đàng hoàng chứ không? Quả đấy đánh gọn hơn. Bây giờ đó nhảy vô quýnh đồng. 97. Đơn giản, phải chấp đàng hoàng. Không đầy... Wow, quả giật sát thủ 17. À, 11-7. Đến đây, kết thúc set thứ 3 thì tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về cho tay vợt công đài Dương Trung Kiên.